sao chiếng năm là cơ tàn, cần mỹ tín của nhóm của mấy dân tộc nơi cần, có thể là cần tháo quân cam bán, cần trường bán, cần nằm tuổi mỹ kinh nghiệm, hoặc có thể là cán bố mở hưu. Dòng hôm nắn, một điểm hùng, cô nắn là dòng lấy còn mỹ bạn ngầm, dòng hệt tín nhiễm kể cả dân tù quân mừng cả dân dù. Bang ba tình hình dòng hệt, mưa ba bạn ngầm dòng nhiều huyết cái khâu, có phần trai năm dòng, bà quân cam bán, cần quân bán, dòng hệt yên bình, năm ba biển mở. Spy chương trình một ní, mì phóng xứ, đề cập hoạt nội dung ní tài khoánh mơ môn, sau mấy cơ tàn bá cân, bóng lầm. Bán sài khao xà trình châu, huyến mừng mùn, lấy sắp nhập cả song bán nà xoài, lo nà sò. Trên ní xe mì một hoái bè xì pháo phường, hơn há hoái nhân khấu. Quản pi song bán linh xíp, khu dân cư ní xe một quốc ngầm nhòm hoán ba mửa an ninh trật tứ, dù xà trình châu. Huông khảo dòng của cả tròn kể cả cấp ủy chính quyền, cuông việc, bảo đảm an ninh trật tứ. Đảng ủy xà Trình Châu có hề phát huy vai trò kẻ mất hệ thống chính trị. Bùn tành khấn lại cải hệt, bái từng bước xuôi khấn xe, nằm dòng hư dòng hái. Đặc biệt xế vai trò kẻ cẩn tháo cuồng bán, trướng bán, cần mỹ uy tín, lấy phát huy cuộc việc chiến ba, hiệp hạ cần dân chấp hành xoài, chủ trương táng lối kẻ đáng, chính sạch pháp luật kẻ hơn nược. Lấy cần dân tín nhiễm, bên cần mỹ uy tín dù khu dân cư. Ông Hà Văn Xuân, coi những ta lấy ngầm, huôm nằm khổ khảo kẻ bán mường. Bằng uy tín, khảo lăng nhiệt tình kẻ mình. Cuồng nằm hội nghị, cuộc xùm bán, ông có hề mánh gián bảo ý kiến, huôm nằm lờ cập ủy chính quyền, chiến ba hoạt cần dân buôn tành khứn nẹp chi nẹp hành mở, xuôi khứn nằm dòng hư dòng hái xã hội. Cài việc trang lồng ghép, phong trào làm sành ao an ninh tổ quốc, huồng phong trào toàn dân cạp san buôn tành khứn nhạp chi nhạp hành văn hóa, dù khu dân cư. Cập ủy chính quyền bán sài khao, bóm năm lo nằm cơ quan chức năng phòng bán khoản sang, cuồng thanh thiếu niên, phát động toàn dân tham gia hiệp hà, trai dưa nằm cần nghiến khoản sang, ca nghiến lo làm ao, trai dưa cần nghiến, lăng chờ ca nghiến khứn má năm lo cộng đồng. Nhớ nắn nên bà, lại pin ý, tình hình an ninh trật tứ dù bán, có hề lấy kiểm soát, bảo phát sinh tàn cần nghiên mở. Cũng cùng các ban ngành đoàn thể. Có bóm năm lo nắm ban ngành đoàn thế, hiệp hà bây giờ ba đoàn thanh niên, hối cần nhìn, bóm khóc cuộc, năm lo tập phướng cứu chiến binh mở. Mất nọt thành phần ban ngành cung bán có đều khóc cuộc, bái chiến ba hiệp hà, nhất xê tập phướng đoàn thanh niên. Dù bán xê mà co mí lai nằm đối tượng cầu, khốn xê co bề hề khoải, co hề bay cai nghiến lai khạp múm, mà xê co vẫn biết rằng ngắn. Hiệp hà ao ra hườn, bóm năm lo nắm ban ngành đoàn thế có chiến ba, bái hớ một xiểu co bờ xe. Người ta cũng bớt đi như... Quán nắn, xa Trường Châu, từng bên bán mường vì tình hình an ninh phức tạp, chờ việc buôn bán là sử dụng khoản sang bên ở công khai. Bữa bà nắm bích hơn ý, huống năn lo khả giòn của cờ tròn, bảo sần kể cập ủy đáng, chính quyền. Tình hình cần hư cần hái, lo sử dụng khoản sang, có hề lấy xử lý triệt đế, bao nhằng nhòm hoán, an ninh trật tứ lấy xử mắn. Mỹ lấy kẻ quán nắn xê vai trò tóm cọp kẻ cần uy tín, dù hợp khu dân cư xê bà nói. Một siêu co bên cần xử can trần cần dân, huồm năm lo cập ủy chính quyền ban mường, phối hợp lo lực lượng công an, quân sứ sa mạc, đảm bảo an ninh trật tứ. Đặc biệt xê cần uy tín, co tham gia kháo công tác chiến ba nằm chủ trương táng lối kẻ đáng, chính sạch pháp luật kẻ hơn nược. Hiệp hà nóng pi cuông xã hườn, lo năng tâm lớp cần dân, tham gia cam dự an ninh trật tứ, giáo dục, quản lý lục nóng cuông xã hườn, bảo vi phạm pháp luật, bảo bẹt kháo nằm dòng hư dòng hái xã hội, tham gia giải quyết kháo khốp tranh chấp, cần dân dù tí trên hành. Cần mỹ uy tín cuông cộng đồng C1 cuông nằm cần bài thị ỉ, cuồng mất đo nằm phong trào, thi đua học bành kẻ bán mường, có bên dòng ba hiệp hà của mấy pi nóng, chiến ba hợp táng lối chính sạch kẻ đáng, pháp luật kẻ hơn lược. Đặc biệt xê cần uy tín cuồng cộng đồng có phát huy lấy vai trò kẻ mình, cuồng công việc, công tác và là bài thị ý cuồng mất đo công việc kẻ bán mường. Cần mỹ uy tín cuồng cộng đồng, hàng pi xê ti ủy ban nhân dân xà Trường Châu, có bên dòng ba bản thân khoái có chỉ tham mưu, xê mì khảo lán thay đổi, hàng pi xê mì đề xuất. Năm lờ phòng dân tộc huyến, có bên dòng ba nằm cơ quan, bị thâm quyền, bấy ở quyết định công nhấn đối lờ cần mỹ uy tín quân cộng đồng.
nằm Pi Lào Cai, đối ngũ cần mỹ uy tín cuồng bồ mê Pi Nóng dân tộc Huyến Mường Mùn có hề tóng vai trò quan trọng cùng việc chiến ba hiệp hạ cần dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết bay chủ trương táng lối kẻ đáng, chính sạch pháp luật kẻ hơn nước. Đặc biệt, cọp thòng cam dự ao an ninh chính trị, trật tứ, an toàn kỳ dù tỉnh địa bàn. Cai bên là phong trào thi đua, nằm mô hình thiết thực, cập ủy chính quyền bán đường Huyến Mường Mùn có hề phát huy lái vai trò kẻ đối ngũ cần mỹ uy tín cuồng bồ mê Pi Nóng dân tộc nói cần cuồng sự nghiệp buôn tảnh làm sành ao tổ quốc, lò suy tiêu phong trào toàn dân làm sành ao an ninh tổ quốc, cọp thòng cam dự an ninh trật tứ dù bán mường. Trong đó vấn đề an ninh trật tự là vấn đề chúng tôi cũng đặt lên. Quang nắn dưới vấn đề an ninh trật tự, một khoái có bông khướn thị ỉ, doan ba, một hào có lái hú ba bán tòng xà tòng đấu Huyện Mường Mùn thành Hòa Bình. Xe bên một bán đoàn dù sáng quốc lộ xịp há, tàng bay xe rất là lai khạch, một siêu kháo ní xe rất là lai, bay đảm bảo lấy môi trường, kiếng bạch cuồng khu dân cư xe vấn đề rất là lái chính quyền cơ sở mông lâm hoạt. Chính giọng nắn xe huống năng ở góc đố bên cần uy tín xe một khoái gửi tham mưu, cọp ý choài dưa hớ chi bố, hết giọng lơ bái một hào bái ọng nằm biến pháp, bái phun tành khứ nạp trên nạp hành dù khu dân cư xe khiến bạch lành mánh. Vai trò của người có uy tín ở thôn bản đấy. Vai trò kẻ cần uy tín dù bán khuồng, dê nằm công việc bên dòng ba hiệp ha hết bay khả làn chỉ tiêu, hiệp khóng kinh dù, chờ mì cần uy tín dê có mì lai lông ngài. Ăn từ sau mờ dê hiệp ha lục lan, bố mê Pi Nóng cần sân hết bay công tác an ninh có lông ngài. Nằm Pi khớ ní dê nằm cần uy tín có hề phát huy lấy vai trò, mà lờ bà căn bỏ ác căn dê màng co ngài hơn. Bà Huồm sẽ việc khi kha theo khoái đánh giá sẽ việc phát huy vai trò kể cần uy tín sẽ rất là mà hiệu quả. Được cho bà con. Hiện ý, Huyện Mường Mùn sẽ mỹ một hoái xếp hậu cần uy tín dù nhỏm bù mê Pi Nóng dân tộc. Nắm Pi Lào Cai nhờ phát huy xoài vai trò kẻ nằm cần mỹ uy tín quân cộng đồng, huy đóng lấy sức hành toàn dân, quân mẹ quán hệ chín, bàn khó hái giảm khổ khẩu. Đặc biệt sẽ giữ gìn an ninh trật tứ, buôn tành khuyến bán mường mờ. Hàng Pi cần mỹ uy tín có hệ cung cấp hơn lực lượng công an, hàng hoái nguồn tin mỹ giá trí, ba mờ an ninh trật tứ. Cuồng công tác hệ khuyến là mô hình hạt quán, ba mờ an ninh trật tự, cần mỹ uy tín có hệ bên làm cốt, thu hút lái lai quần chúng tham gia. Hiến lý, huom nằm chính sạch, đối là cần mỹ uy tín, bên dòng ba, cung cấp sạch, báo, tổ chức tập huấn, bài học hỏi kinh nghiệm. Cái nắn có hề trai xưa đối ngũ cần mỹ uy tín, nhỏ xung kiến thức, hú mà lo, áp súng kháo công tác thực tế dù cơ sở. Trở lại nghiên cứu, nằm tài liệu, báo chí có bên dòng ba nằm báo dân tộc, báo hòa bình. Cái nắn xây một khoái có họ lái nằm mô hình, nằm đến âm hình dù nằm đơn vị ưm, mà một siêu có hề hết bách dòi vai trò xây bên cần uy tín. Tình cơ sở nắn xây khoái có hề học tập kinh nghiệm, mà là vấn dũng cuông quá trình, một hào bay chiến ba hiệp kha cần dân, cuông vai trò xây cần uy tín. Sự khoái có hiện ba rất là hiệu quả thiết thực. Bom nắn phòng dân tộc kẻ Huyến có bên dòng ba ban dân tộc thành có hề hết ở điều kiện hớ một khoái bài học tập kinh nghiệm nằm mô hình dù nằm thành piêng tỉnh cất sớ nắn xây một khoái có hề cam hắng lái việc hết bay nằm mô hình kẻ nằm đơn phí dù nằm thành piêng xây một khoái có hề học hỏi lấy một số kinh nghiệm mà là vẫn dùng phù hợp nằm lo bán mường. Huom lỡ yêu cầu nhiệm vụ mác khấn tiền bên, hiệp khóng kinh dù kẻ thành, lỡ triển khai hết bay chương trình mục tiêu quốc gia, mẹ quáng hiệp khóng kinh dù, nhòm bồ mê Pi Nóng dân tộc nói cần, lỡ nhòm bù, giai đoạn 1, Pi song bản sáu 1, song bản sáu há. Bộng ỏ khớ thành lỡ nhòm, bồ mê Pi Nóng dân tộc nói cần, nằm nhiệm vụ lỡ lai trách nhiệm. Gió nắn, bấy tiếp tục phát huy vai trò kẻ cần mỹ uy tín. Cả cấp, cả ngành cần tiếp tục tăng cường khảo giòn lãnh đạo, trí sợ bọc tàng, phối hợp lo cả cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, hiệp hà, hệ ọc điều kiện bái cần mỹ uy tín phát huy vai trò, uy tín của cộng đồng. Bọc giòn chiến khai hết bách xoài, nằm chế đố, chính sạch đối là cần mỹ uy tín. Biểu xương lưu trờ cần mỹ uy tín, mỹ la tông cọp cuồng làm phong trào dù bắt mường. Mùng làm hoạt, làm sành ao nẹp chin lập hành vật chất, tinh thần. Hết ao điều kiến bấy cần mỹ uy tín, hết bay lái hiệu quả xoài hơn.